tao cũng giống như tụi mày, tao cũng có tham vọng, cùng ngồi lại đây với tao nói chuyện, uống và hút đến khan họng. Những giấc mơ đã từng đánh thức tao dậy giờ không còn quan trọng, bởi vì những thứ tồi tệ đang xung quanh tao và ngày càng lan rộng. Tao chưa từng một lần thắng cuộc bởi vì đối phương rất sang trọng, mà luôn là người sai bởi vì thằng đứng giữa đã bị cọc tiền chặn ngang họng. Mọi chuyện chưa đến đường cùng khi tao bị thằng bạn đâm ngang hông, và rồi tao lại mất hết tất cả khi công nghệ cũng sang xong. Vẫn có nuôi hy vọng từng ngày tao phải đặt niềm tin và ráng trông, nhưng không ai cho tao động lực, vậy tự hỏi cuộc đời có sáng không. Yeah, cuộc sống cứ bắt tao diễn nhưng chưa bao giờ trả một đồng lương, và chưa bao giờ tao thấy bình yên vì chưa bao giờ tao thấy được lòng thương. Có đôi khi tao tự nghĩ rằng mình sẽ bỏ cuộc, nhưng cố gắng để thay đổi mọi chuyện, vì vậy nên tao sẽ không buông bỏ được. Cố gắng để thay đổi mọi chuyện, vì vậy nên tao sẽ không buông bỏ được. Khi đưa vào trong của ta lần đi, để suy nghĩ đừng lo làm chi, vì cuộc đời như điều lắng lo đến lo. Là lúc cảm xúc được lời. Nếu vì thất bại ở trong cuộc sống bản thân này quá thuộc rồi, phải chăng bữa tiệc của kẻ thành công chính ta lại không được mời. Nhưng mà mày ơi, tao sống là sống cho cuộc đời mình, không quan tâm những lời phán xét, cố gắng sống trên từng lời bình. Mặc kệ ngoài kia họ toan tính được gì và mất chi, thì thứ tao muốn là sự bình yên mà chính tao đã làm mất đi. Tao tin ngày mai sẽ cho tao thấy những điều mới, con đường âm nhạc dù chẳng thành công nhưng là niềm vui khi chạm tới đỉnh vinh quang. Không phải là ngoài kia họ gọi mày idol, mà là cảm xúc chân thể bày tỏ, chỉ dùng âm nhạc để thổ lộ. Khi cuộc đời mày bế tắc thì sao đây, khi mà những sai lầm cứ liên tục tới bao vây, chẳng một sự tin tưởng, dùng thái độ có bao ngày, sống cuộc đời như bị chèn ép, vẫn câu hỏi làm sao đây. Cứ thế từng ngày dài và chẳng có gì ở lại, bước tiếp chẳng cần gì nên chẳng có ngờ ngày. Cho tao đắng cay, âm nhạc là thứ trải nghiệm để tao biết hết những chuyện đúng sai. Dù tao có than có trách, tim đau thấu luôn lá lách, thì những khó khăn từng trải tao đây vẫn không có cách. Vì đời có trôi có nỗi, có lúc thăng trầm đi quá, có những niềm đau không tả chỉ biết viết vào lời ca. Do cuộc sống này bất công thế nên càng người phán xét, bạn bè thì tao có đầy, đa số những thằng lấy nét. Mày đừng trông chờ một ai sẽ giúp mày trong tương lai, dù mày làm đúng hay sai cũng không một ai thương hại. Khi mày vấp ngã chỗ nào thì phải đứng lên chỗ đó, phải chịu hết những đắng cây mày mới vượt qua sóng gió. Âm nhạc là thứ duy nhất giúp ta hết cảnh lưu linh, tao vẫn cố gắng theo đuổi với một cuộc sống mưu sinh. Tao muốn người đời khinh ghét để lấy động lực vươn xa, vì không ai giúp tao cả, người đó vẫn là chính ta, người đó vẫn là chính ta.